Hoàng Phương rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Vì Sức Khỏe Của Bạn ngày hôm nay. Thưa quý vị, có một thực tế hiện nay là hầu hết các ông bố bà mẹ đều từng trải qua những giai đoạn cho con em mình ăn rất là vất vả và dẫn đến là bé biếng ăn chậm lớn. Và khi lượng thức ăn đưa vào cơ thể quá ít sẽ dẫn đến sức đề kháng của trẻ bị kém đi và khả năng chống chịu bệnh tật cũng bị ảnh hưởng. Sức đề kháng chính là yếu tố giúp cơ thể chống lại các tác nhân ngoại lai xâm nhập. Nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển và sinh tồn của cơ thể con người, đặc biệt đối với những đối tượng trẻ em. Tuy nhiên, hiện nay thực trạng trẻ biếng ăn hay ốm vặt là nỗi lo của mọi cha mẹ. Bởi biếng ăn nên trẻ thường bị ốm, bị sốt do hệ miễn dịch suy giảm, sức đề kháng kém. Ngoài ra, tình trạng biếng ăn khiến cho trẻ thường xuyên trong tình trạng thiếu dinh dưỡng, dẫn đến chậm lớn, thấp còi. Và thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi, có thể thấy là tình trạng biếng ăn ở trẻ dẫn đến sức đề kháng kém, khiến cho các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng. Vậy thì làm sao để chúng ta cải thiện được vấn đề này? Chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị giải đáp vấn đề này cùng với phần tư vấn của hai vị khách mời. Xin được giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Khoa, nguyên bác sĩ chuyên khoa nhi Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội. Và vị khách mời thứ hai đó chính là chị Đào Thị Nhung, đại diện thương hiệu thuần mộc Super Kids. Câu hỏi đầu tiên thì Hoàng Phương muốn dành cho bác sĩ Đinh Ngọc Khoa. Nghe chia sẻ của các ông bố bà mẹ thì đa phần đều rất là than vãn về vấn đề cho con ăn. Vậy thì theo bác sĩ nguyên nhân là do đâu ạ? Biếng ăn nó là một cái tình trạng của đứa trẻ nó không chịu ăn hoặc là nó ăn rất ít thì đương nhiên sức đề kháng của nó sẽ kém đi. Nguyên nhân cũng có thể khách quan là do cái đứa trẻ nó đang khỏe mạnh bỗng dưng nó lại ốm. Thì khi bình thường hay biếng ăn rồi ốm thì lại càng biếng ăn hơn. Có những nguyên nhân khác như là nguyên nhân chủ quan là chính từ những người chăm sóc trẻ, do chúng ta chưa hiểu rõ được đứa trẻ rồi chúng ta cho bé ăn uống nó không được khoa học, và khi mà cái chế độ ăn nó không cân đối với thành phần dinh dưỡng như vậy thì nó sẽ làm đứa trẻ nó biếng ăn và nó không chịu ăn. Rồi đôi khi là chúng ta cho nó ăn theo cái ý muốn của chúng ta không quan tâm đến việc là em bé nó có thích hay không thích, dẫn đến ép ăn. Và khi bạn biết là ép ăn thì đứa trẻ nó sẽ từ chối ăn và đến hậu quả là bé như mình nó sẽ không chịu ăn. Những trường hợp mà trẻ cứ biếng ăn kéo dài như vậy thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của trẻ ạ? Tốc độ phát triển của cơ thể thì nó phụ thuộc vào lượng thức ăn mà đứa bé nó ăn vào. Bởi vậy khi mà đứa bé nó không chịu ăn thì đương nhiên là cơ thể sẽ bị thiếu hụt vi chất, mà thiếu hụt vi chất thì nó sẽ đầu tiên là ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể, nó sẽ rối loạn tăng trưởng, chậm phát triển chiều cao và cân nặng. Rồi não thiếu hụt vi chất thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các tế bào não, đứa trẻ nó sẽ nhận thức kém hơn này, rồi rối loạn về chỉ số cảm xúc, đứa trẻ nó sẽ hay quấy khóc, rồi ngủ thì không yên giấc, mà đặc biệt là nếu mà rối loạn giấc ngủ về đêm thì nó sẽ lại ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao. Khi mà nó ăn uống kém như vậy thì cái sức đề kháng nó lại càng kém hơn và nó lại dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn hơn, và khi mắc các bệnh nhiễm khuẩn nó lại phải sử dụng kháng sinh và cuối cùng nó rơi vào cái vòng xoắn bệnh lý, mà để cho cái tình trạng mà biếng ăn kéo dài mà trên một tháng mà đứa trẻ nó không tăng cân hoặc nó sút cân thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển lâu dài của bé. Với những phân tích của bác sĩ thì càng khiến nhiều bậc phụ huynh họ lo lắng và họ mong muốn là có những cái giải pháp thật sự để con của họ có thể ăn ngon và tăng sức đề kháng. Vậy thì theo bác sĩ những giải pháp đó là gì ạ? Cái điều đầu tiên là các bạn phải tìm hiểu xem là cái quá trình ăn uống của bé như thế nào và cái nguyên nhân của bé là từ đâu. Đôi khi không phải tại đứa bé mà chính vì tại người lớn chúng mình cũng phải điều chỉnh lại cách cho ăn và hành vi cho ăn làm sao cho nó phù hợp cho em bé. Thì cả một bữa ăn cũng vậy, chúng ta phải vẫn phải đảm bảo đầy đủ cân đối các thành phần dinh dưỡng, và đặc biệt là chúng ta đối với những bé mà bị ốm hoặc những bé bị thiếu cân hoặc những bé bị sinh non thì chúng ta cần phải có chế độ dinh dưỡng đặc biệt dành cho em bé này. Ngoài ra bạn phải chú ý bổ sung cho em bé phòng chống các bệnh còi xương để rồi phòng chống cái thiếu máu thiếu sắt. Và khi bé như mình bị ốm thì ngoài cái việc mà xây dựng một cái chế độ ăn tốt thì bạn cũng cần phải bổ sung thêm các dưỡng chất mà giúp cho em bé nhà mình nó phát triển cơ thể, như là các nhóm vitamin A, vitamin B, vitamin D, rồi canxi, rồi kẽm, rồi magie, tức là những cái dưỡng chất mà nó giúp cho sự phát triển của cơ thể cũng như là giúp cho bé tăng cường cái sức đề kháng. Ngoài ra thì bạn cũng phải chú ý một cái chế độ sinh hoạt hợp lý và ngủ đủ giờ. Và trong trường quay ngày hôm nay còn có sự có mặt của chị Đào Thị Nhung, đó là đại diện thương hiệu của sản phẩm thuần mộc Super Kids. Vậy thì không biết là cơ duyên nào khiến cho chị nghĩ ra và chị quyết định là cho ra đời cái sản phẩm này không ạ? Thấu hiểu được tâm tư của tất cả các ông bà mẹ là luôn mong muốn mang những điều tuyệt vời nhất đến với con của mình. Đồng thời cũng là một người mẹ nên tôi thấu hiểu được cái sự lo lắng của các bậc phụ huynh khi có con bị biếng ăn, chậm lớn hay ốm vặt. Chính vì thế công ty chúng tôi đã cho nghiên cứu và ra đời dòng sản phẩm thuần mộc Super Kids với mong muốn sẽ mang lại một cái giải pháp giúp cho các con ăn ngon, ngủ ngon và tăng sức đề kháng. Hiện nay trên thị trường thì có không ít những cái sản phẩm hỗ trợ giúp cho bé ăn ngon hơn và tăng sức đề kháng. Vậy thì sản phẩm của mình có những cái ưu điểm nổi trội và vượt bậc như thế nào ạ? Sản phẩm thuần mộc Super Kids là một sản phẩm vô cùng tâm huyết của công ty chúng tôi, với công thức được nghiên cứu chuyên sâu, sử dụng nhiều nguyên liệu nhập khẩu từ châu Âu, sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại tại nhà máy đạt chuẩn GMP hàng đầu Việt Nam.
Đặc biệt, sản phẩm chứa nhiều nhóm chất hiệp đồng tác dụng, ví dụ như là nhóm kích thích ăn ngon, nhóm enzyme tiêu hóa, nhóm bổ sung các acid amin và vitamin cho cơ thể, nhóm chất xơ. Hơn nữa thì sản phẩm này có mùi dưa gang, nên là rất là gần gũi với các con, các con rất là thích uống. Đặc biệt đó là sản phẩm có thể sử dụng cho cả người lớn, người già, người mới ốm dậy. Tôi nghĩ rằng là đây sẽ là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời dành tặng cho các bé yêu, và thực sự đây là một cái sự lựa chọn rất là đúng đắn dành cho những bà mẹ thông thái. Vậy thì bác sĩ có cái lời khuyên nào cho tất cả các bậc phụ huynh có sự lựa chọn đúng đắn khi mà tìm hiểu một cái sản phẩm nào đó? Khi mình chọn được cho bé nhà mình một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý rồi, kết hợp một cái chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học và ngủ đủ giờ rồi mà bé nhà mình vẫn biếng ăn, thì bạn cũng nên là bổ sung cho bé một cái sản phẩm mà giúp cho bé nhà mình ăn ngon. Ví dụ những cái sản phẩm có thể chứa thêm những cái loại men tiêu hóa như men pepsin chẳng hạn, thì men pepsin nó sẽ có tác dụng giúp cho cái việc tiêu hóa đạm được tốt hơn. Hoặc là những cái sản phẩm nó có chứa các vitamin nhóm B hoặc vitamin C, vitamin nhóm A thì nó giúp cho quá trình trao đổi chất cũng như chuyển hóa trong cơ thể được tốt hơn. Khi mà chọn một cái sản phẩm thì bạn phải để ý xem, đọc cái nhãn sản phẩm xem nó nguồn gốc xuất xứ ở đâu, công nghệ sản xuất như thế nào, nó có đảm bảo chất lượng hay không. Siro thuần mộc Super Kids thanh mộc hương với thành phần gồm nhiều nguyên liệu nhập khẩu từ châu Âu, đặc biệt có chiết xuất nấm men được nhập khẩu từ Pháp. Cùng với đó là các chất dinh dưỡng quý như allicin, nước yến xào, các vitamin B1, B2, B3, B6, kẽm, gluconat. Rất tốt trong việc kích thích, giúp trẻ ăn ngon miệng hơn và hấp thụ hoàn toàn chất dinh dưỡng, giúp bồi bổ sức khỏe của trẻ, hỗ trợ tăng cường tiêu hóa khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng, hạn chế ốm vặt. Thưa quý vị và các bạn, trẻ em ở giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi là giai đoạn phát triển vượt bậc cả về thể chất lẫn trí tuệ của trẻ. Vì vậy mà các bậc phụ huynh cần phải chăm sóc tốt và quan tâm nhiều hơn đến chế độ ăn uống và cũng như luyện tập của trẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.